Rồi thì ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn việc đầu tiên là chúng ta đi, buổi trước có nói rồi, đó là việc đầu tiên chúng ta sẽ đi làm cái lỗ sàn. Đây là cái lỗ sàn mà có cái đục cái lỗ sàn ở chỗ này để chúng ta vẽ, tiến hành vẽ cầu thang vào. Thì hôm trước thầy cũng có nói cho các bạn trong quá trình chúng ta vẽ sàn ấy là ví dụ sàn tầng 2 thì ngay cái vị trí lỗ thang này các bạn có thể là lựa chọn bằng cách là các bạn vẽ, trong quá trình vẽ các bạn có cái lỗ nên là sao, ví dụ ở đây là cái tấm sàn mà đã vẽ hôm trước ha. Bây giờ thầy sẽ vào thầy thầy modify đó, đó chúng ta click đồ modify và chúng ta vẽ một cái ô cầu thang, một cái ô lỗ để chúng ta cho cái cầu thang nó chui lên, vì cái lỗ sàn cái cầu thang đi lên thì ở đây có cái một cái lỗ thủng mà. Rồi chúng ta bấm ok thì chúng ta sẽ có một cái sàn có cái lỗ thủng ở ngay chỗ này, để sau này các bạn vẽ cái cầu thang các bạn bỏ vào đúng vị trí này là cầu thang chui lên được, cầu thang đi từ tầng 1 lên đi tầng 2. Đó là cái cách đơn giản nhất, cái cơ đơn giản nhất. Cái cách thứ hai mà thầy hướng dẫn cho các bạn ngày hôm nay ấy là cái cách mà chúng ta đã có cái miếng sàn nguyên cái này chúng ta vẽ như bình thường, và bây giờ chúng ta muốn có một cái lỗ thang thì chúng ta sẽ đục lỗ rồi nó bằng cái công cụ ở đây trong cái tab Architect này. Các bạn thấy cái bộ công cụ đục lỗ này mang tên là Opening này, Opening, và các bạn có nó có nhiều cái loại opening ở đây. Ví dụ các bạn đục cái lỗ theo một cái mặt tường, các bạn đưa con chỏ chuột vào trong này, các bạn xem cái minh họa này, các bạn sẽ thấy ha, theo mặt tường, mặt mái hay mặt nghiêng gì đây ha, một cái lỗ mà các bạn muốn đục một cái lỗ theo cái chiều trên cái mặt sàn theo cái chiều đứng. Loại thứ ba là chúng ta đục một cái lỗ ở trên tường thì thường cái dùng để các bạn trang trí, đục những cái lỗ trang trí ở trên tường hoặc là đục cái lỗ cửa ở trên những mặt tường phức tạp. Đó, các bạn thấy đó, đây là cái clip minh họa nhanh của trong Revit cho các bạn biết cái chức năng của nó là gì. Rồi cũng là cái đục lỗ ở minh họa trên cái mái, vì sao cái mái là thường nó xiên, nhưng mà cái lỗ này các bạn thấy cái lỗ này cái biên độ cái đường màu tím của nó ở trên mặt cắt đó là cái đường cái tiết diện là thẳng tưng, nó thẳng vuông góc với mặt đất. Trong khi cái biface này các bạn thấy cái tiết diện của lỗ đục nhìn trên mặt cắt đó, nó là vuông góc với lại cái mặt phẳng đó. Domer để cho phép các bạn đục và tạo những cái mái mà nó có cái mái con như thế này, có cái cửa sổ mái ở đây. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng là cái ở đây là cái sáp hay sử dụng nhất để đục lỗ thang cho các cái sàn, bằng cái sáp này. Thầy sẽ chọn công cụ là sáp, thì chúng ta lại vào trong cái giao diện là giao diện điều chỉnh, chúng ta thiết lập cái hình dáng của cái sáp như thế nào. Thì ở đây chúng ta chỉ cần cái lỗ cho cầu thang đi lên thì nó ngay cái vị trí của cột với dầm này, thì chúng ta chỉ dùng cái công cụ nhanh, thì chúng ta dùng cái công cụ này và tất nhiên là làm từ sàn tầng 2 nhé. Đây, chúng ta bắt vào cái điểm này và chúng ta bấm đúng vị trí rồi thì chúng ta bấm bấm ok thì lúc này các bạn sẽ thấy là cái sàn này đã được đục một cái lỗ này, đã được đục một cái lỗ này đây. Cái lỗ này thì các bạn lại có thể nhìn vào đây là thầy sẽ khi mà các bạn chọn vào đây ra con chuột vào đây chế hình chiếu phối cảnh thì nhìn cho nó rõ ràng nhất. Các bạn ra con chuột này, đừng có bấm vậy, ra con chuột vào quanh quanh vị trí này các bạn sẽ thấy là nó có một cái hình ẩn như thế này, là một cái khối như thế này. Các bạn nếu như các bạn bấm chọn vào nó thì tên nó chính là cái mà cái lỗ chúng ta vừa mới tạo ra đó, cái khối tích của cái lỗ chúng ta mới tạo ra. Thì trong này các bạn sẽ thấy một cái chuyện đó là chúng ta có thể điều chỉnh được cái lỗ này, cái cao độ chuẩn của nó ở tầng 2, cái chân của nó tức là cái phần dưới của cái lỗ đục á nó sẽ thấp hơn cao độ tầng 2 là âm 150, nhưng mà cái này thì chưa đủ, vừa đủ để thủng cái sàn, vừa đủ để thủng cái sàn, vì cái sàn chúng ta là khai báo là dày là 100 thì nó đục xuống 150 là được rồi. Các bạn thích nó nhiều hơn thì cũng được, không có sao ấy, ví dụ âm 500 thì nó tụt xuống 500, nhưng miễn là nó xuyên hết tất cả là được ha. Còn cái phần top constraint tức là cái đầu của nó, cái đầu của nó hiện nay là unconnected, có nghĩa là sao, cái đầu nó tự do. Các bạn thấy khi mà khai báo unconnected thì các bạn thấy ở trên cái đầu này nó có một cái mũi tên khi các bạn chọn nó, và các bạn có thể thoải mái là nắm cái mũi tên này kéo lên kéo xuống để tăng cái chiều cao cho nó.
kéo xuống thì tùy. Cái này là unconnected và nó sẽ có, ví dụ các bạn kéo cái điểm nào đó thì nó sẽ có cái con số đi kèm, và hiện nay nó cao hơn cái tầng 2 là 7846. Như vậy nó sẽ cho các bạn là khi các bạn, nếu như các bạn đục kiểu này, các bạn thấy cái phần mái phía trên nó giao với phần mái phía trên thì cái mái cũng bị đục theo cái tiết kiệm luôn. Còn nếu như các bạn mà chỉ muốn là đục một cái lỗ vừa cho cái thang thôi chứ không có đục cái mái ở phía trên, thì các bạn chỉ cần là khai báo cái này cho nó là một cái con số cụ thể, ví dụ như là lên khỏi cái mặt sàn khoảng 500 thôi được rồi, không cần nhiều lắm, 500. Ok. Thầy xin lỗi, cái này là cái chiều cao tổng của nó. Chúng ta có cái cao độ, cái phần đỉnh của nó, chúng ta phải khống chế nó. Đầu tiên là phải là tầng 2 và cao hơn cái này xài tầng 2 khoảng 500 hay 1 mét gì đó tùy các bạn. Vì sao là nó có xuất hiện cái lỗ ở đây. Đấy. Thì đây là cái công cụ mà sáp opening dùng để đục lỗ sàn. Thì sở dĩ là hướng dẫn cái này là vì sao? Ví dụ một cái nhà này nó chỉ có một cái sàn tầng 2 thôi, thì chúng ta làm cái cầu thang thì chúng ta có thể là đục sàn theo kiểu thủ công cũng được, tức là trong quá trình vẽ sàn chúng ta chừa cái ô cầu thang ra là khỏe. Nhưng mà khi các bạn làm những cái công trình mà nó có nhiều sàn, ví dụ nhà khoảng 4 tầng, 5 tầng, hay thậm chí là các bạn làm những cái đồ án chung cư nó 10 tầng, 20 tầng, khách sạn 10 tầng, 20 tầng, thì những cái trục thang bộ, thang máy nó sẽ lặp đi lặp lại trong suốt mấy chục tầng đó. Và vị trí của nó thì đa phần là nó thẳng trục với nhau. Như vậy để đỡ bị nhầm lẫn, đỡ bị xê dịch trong quá trình vẽ, thì hoặc là sau này các bạn điều chỉnh, ví dụ các bạn điều chỉnh phương án, ví dụ sàn này vươn ra, sàn kia tụt vào, thì các bạn dễ bị nhảy cái lỗ mà tạo thang này, dễ bị nhảy trong quá trình các bạn điều khiển. Thì thôi, tốt nhất là các bạn nên, nếu như công trình nhiều sàn thì các bạn nên đục sàn kiểu này, đục cái lỗ sàn kiểu này để các bạn lắp những cái cấu kiện cầu thang vào, các bạn lắp những cấu kiện giao thông theo chiều đứng vào. Và nếu như các bạn muốn cái lỗ này nó thông thẳng lên mái luôn, nó cắt tất cả những cái gì trên đường nó đi, những cái lỗ này có tác dụng là nó khoét hết tất cả những cái gì ở trên đường nó đi qua, thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái cao độ của nó thông qua cái con số như vừa rồi thầy mới hướng dẫn đó. Trên cái mặt bằng tầng 2 các bạn cũng dễ dàng các bạn chọn được nó. Đây, các bạn dừng rào chụp ở đây, các bạn chọn cái chỗ này là các bạn sẽ thấy là nó là, hoặc là ở một cái vị trí như thế này, nó có cái này và nó có cái mép sàn chồng lên nhau, các bạn bấm một cái thì nó sẽ chọn cái hình cái lỗ, cái vật mà chúng ta đục lỗ đây. Còn nếu như các bạn mà muốn chọn sang cái sàn thì các bạn mà để con chuột ở đây thì các bạn sẽ bấm phím tab, để con chuột ở đây bấm phím tab, các bạn thấy trên đầu chuột nó hiện ra cái chữ là floor S1 bê tông cốt thép 100mm là cái tên chúng ta đã chọn đó, thì các bạn chọn. Tức là trong Revit, ở cái chỗ này hướng dẫn các bạn một cái thao tác mới, là trong Revit khi mà ở một vị trí nó có nhiều đối tượng nằm chồng lên nhau và các bạn muốn chọn cái đối tượng, ví dụ như ở chỗ này nó có cái cột nó trùng với cái sàn, các bạn không muốn chọn cái cột, các bạn ra chuột vào thì chắc chắn đã chọn cái cột. Nhưng mà các bạn đang để chuột ở đây, các bạn bấm tab một cái thì nó sẽ ra cái dầm, bấm tab cái nữa nó sẽ ra cái dầm lại, bấm tab nữa nó là những cái gì mà nó chồng một chỗ này, các bạn bấm tab và các bạn sẽ được quyền chuyển đổi qua lại giữa các cái đối tượng với nhau. Đó là một cái thao tác để chọn đối tượng. Rồi cũng thông qua cái chỗ này, thầy hướng dẫn cho các bạn thêm một cái cách chọn đối tượng cực kỳ nhanh của Revit nữa. Đó là chọn theo bộ lọc. Chọn theo bộ lọc nghĩa là sao? Ví dụ như trên mặt bằng tầng 2 hiện nay có cột, có dầm, có sàn, có lỗ thông tầng đồ này kia. Thầy chỉ muốn chọn cột thôi, thì các bạn chọn nhanh thì các bạn có thể chọn bằng cách là các bạn chọn hết tất cả mọi thứ, thậm chí các bạn bấm Ctrl A thì cũng được nữa, bấm Ctrl A là chọn hết tất cả mọi thứ này. Thì sau khi các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy một cái là trong cái phần mà Modify Multi Select này, nó có một cái bộ lọc, nó có cái phễu này, nó gọi là filter. Khi các bạn bấm vào filter này thì ra cái bảng này, ở trong này nó liệt kê tất cả những cái dòng, những cái họ đối tượng cùng một loại với nhau. Ví dụ như là hiện nay là cái mục sàn là có 3 miếng sàn này, chính xác 3 miếng sàn, tại vì chúng ta vẽ cái sàn này là một cái sàn nguyên này, hai cái một cái sàn vệ sinh này là hai cái này này, và một cái sàn ban công thì ba cái, đúng rồi. Một cái sap opening, một lỗ đục thì nó là một lỗ đục ở đây. Một cái span direction symbol, nó là cái ký hiệu của cái
độ dốc sàn thôi, và cái structure column tới 15 cái, chúng ta có 15 cái cột. Như vậy thì chúng ta ví dụ chúng ta chỉ muốn chọn cột thôi thì chúng ta sẽ chọn đây structure column tới 3, bỏ hết check none và chỉ kích vào một cột thôi, chúng ta sẽ bấm OK, chúng ta sẽ chọn được riêng những cái cột. Hoặc là các bạn chọn hết rồi các bạn sẽ bấm filter, các bạn bây giờ chỉ muốn là chọn cái lỗ thông tầng thôi để điều chỉnh thì ở đây. Tức là khi có nhiều đối tượng chồng lên nhau ở trong Revit thì các đối tượng ở trong Revit nó sẽ nhận theo từng nhóm cùng loại với nhau, thì chúng ta sẽ chọn được nhanh bằng cái bộ lọc và filter. Bộ lọc và filter khi các bạn quét chọn nhiều đối tượng, thậm chí các bạn quét cả nếu các bạn quét cả trục cột này, khi các bạn filter thì các bạn sẽ có thấy ở trong này xuất hiện grid là lưới cột. Chúng ta check nên chúng ta chỉ muốn chọn lưới cột thôi, chúng ta bấm OK. Đó là thầy vừa mới giới thiệu với hai cái cách để các bạn lựa chọn đối tượng ở trong Revit đây, thì với các bạn theo dõi kịp rồi chứ. Cách đục lỗ, cách tạo, cách chọn đối tượng ở trong Revit. Các bạn nghe kịp không? Nghe rõ không? Tiếng nó có bị nhỏ hay là đường chì nó có bị ngãn không thì các bạn báo thầy biết nha. Rồi. OK, lớp trưởng đã nói là ok. Các bạn có câu hỏi nào mà khẩn cấp thì các bạn cũng có thể là bật mic lên rồi các bạn nói nha. Rồi tiếp tục. Bây giờ sau khi chúng ta có cái lỗ sàn này rồi thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn sang cái việc là chúng ta vẽ cái cầu thang. Thì để vẽ cầu thang này thì các thầy cũng phải vẽ nhanh một cái nền của cái tầng 1. Thầy vẽ nhanh một chút xíu nhé, cái nền của cái tầng 1. Này là cái tầng 1, thì chúng ta xuống cái tầng 1 chúng ta vẽ tầng 1. OK, tầng 1 thì để vẽ ra cái nền tầng 1 thì thầy cũng sẽ dùng cái công cụ là vẽ sàn. Thì ở đây nó sẽ khác với lại cái sàn của tầng 2, tức là sàn của tầng trên một chút xíu. Các bạn nếu như các bạn đã học cấu tạo cơ bản là các bạn cũng biết là nền, cấu tạo của nền là của cái phần tầng mà tiếp giáp với lại đất ấy, thì nó sẽ khác với lại những cái sàn ở bên trên, nó sẽ có nhiều lớp cấu tạo hơn và nó sẽ dày hơn. Còn những cái sàn bên trên thì thông thường nó chỉ dày khoảng 100 cho sàn kết cấu, và sau khi các bạn có lớp các lớp hoàn thiện ở bên trên thì nó sẽ vào khoảng là 150-170 chẳng hạn như vậy. Thì thầy sẽ không có dùng lại cái sàn mà đã tạo hôm trước nhé. Thầy sẽ tạo ra một loại mới đặt tên là đàng hoàng nhé. N1 thì bây giờ là nền nhà thầy cũng có dùng bê tông cốt thép nữa, nó có nhiều lớp cấu tạo trong đó, nên tạm thời thầy sẽ khai báo cho nó là độ dày của nó là 400, tạm thời như thế đi, còn sau này các bạn điều chỉnh thêm tùy theo cái cấu tạo cụ thể của nó. Đây, tạo ở đây là 400. Còn cái vật liệu tạm thời để nguyên thì sau này chúng ta khai báo sau độ dày tổng của nó đấy, nền ở trong nhà. OK, tạm thời thì dùng cái nền này là thầy vẽ. Cao độ của nó là tầng 1, không có offset xuống mà nó là ngang cái tầng 1. Rồi. Thế thì chúng ta vẽ nhanh một cái. Tạm thời thầy vẽ một cái miếng sàn chính như thế này thôi. Đây có một cái sàn nhà như thế này, một cái nền nhà như thế này. Đó, do các cái ô sàn gara với lại sàn hiên với lại sàn vệ sinh, nền vệ sinh thì thầy chưa vẽ nhé, tạm thời như thế. Rồi bắt đầu từ tầng 1. Đây cái ký hiệu của cái sàn kết cấu, thì các bạn thích thì các bạn để, mà không thích thì các bạn có thể chọn nó bấm delete cũng được. Cái ký hiệu này các bạn để lại cũng được, mà không để cũng không sao. Đó chỉ là ký hiệu cái phương của cái sàn kết cấu thôi, các bạn xóa đi cũng chẳng có vấn đề gì, đỡ rối mắt.
Thì để vẽ cầu thang ở trong Revit, cầu thang trong Revit thì khai báo thông số hết chứ các bạn cũng không phải vẽ gì nhiều. Chúng ta dùng cái công cụ ở trong cái tab Architecture này, và chúng ta ở trong cái công cụ là Stair này. Stair. Các bạn bấm vào nó thì trong đây là trong cái giao diện để vẽ cái cầu thang, thì chúng ta đang trong cái giao diện để biên soạn cầu thang. Biên soạn cầu thang thì chúng ta sẽ thấy tất cả mọi thứ nó được làm mờ đi và chúng ta chỉ còn có giao diện vẽ cầu thang thôi. Thì trong cái giao diện này về mặt cơ bản nhất, nó sẽ phân ra ba cái. Cái run này để giúp cho các bạn vẽ các cái vế thang. Ví dụ như thầy đang để mặc định hết tất cả nha, thầy thầy vẽ đại đại bên ngoài cho các bạn xem nha. Đây, ví dụ như các bạn vẽ cái vế thang như thế này. Nếu như các bạn vẽ một cái vế kế tiếp nó đi theo cái chiều như thế này, thì cái chiếu nghỉ của nó sẽ tự động nó tạo để nó nối theo. Còn có những trường hợp đặc biệt các bạn vẽ thủ công, các bạn sẽ vẽ cái landing này là dùng các bạn vẽ những cái chiếu nghỉ theo cái cách thủ công. Và đó là cái ví dụ như các bạn có cái cầu thang, bạn vẽ cầu thang tròn, cầu thang xoắn, cầu thang gì đấy, cứ vẽ tới chúng ta có cái cầu thang mà bậc rẽ quạt. Đấy, hay là cầu thang kiểu như thế này, cầu thang chữ U, các bạn có rất là nhiều thứ. Vẽ ở đây là vẽ tự động hết, hầu như là tự động. Các bạn không không thích những cái phần này thì các bạn có thể xóa đi. Đó là chủ yếu chúng ta sẽ sử dụng cái run là chủ yếu. Nhưng mà trước khi vẽ thì chúng ta làm việc với Revit, bữa giờ chúng ta đã biết rồi là trước khi vẽ chúng ta phải tiến hành khai báo cầu thang. Thì hiện nay cầu thang ở trong cái bản vẽ này ấy, thì chúng ta trong cái bản vẽ cái nhà chúng ta cần phải vẽ tổng cộng là chúng ta từ tầng 1 lên đến tầng 2 là các bạn sẽ có 22 bậc cầu thang dạng chữ U, có cái chiếu nghỉ ở đây 22 bậc. Thì bậc cuối cùng nó nằm là cái sàn của tầng 1, 22 bậc, tính cả sàn tầng sàn của cái tầng 2, xin lỗi, sàn của tầng 2 thì nó là 22 bậc. Chiều rộng của nó, chiều rộng của một vế thang của nó là 900, 900. Chiều rộng của một bậc thang của nó là chiều rộng của một bậc thang của nó là 280. Chiều rộng một bậc thang đây này, các bạn nhìn mặt cắt này. Và cầu thang là dạng là bê tông, bản bê tông bậc xây gạch. Như vậy chúng ta nắm những thông tin như thế để làm gì? Để trước khi chúng ta vẽ cầu thang ấy, là chúng ta sẽ tiến hành tạo cái loại cầu thang để chúng ta đúng loại như thế để chúng ta vẽ. Thì khi các bạn mới bật cái vẽ cầu thang lên á, thì ở trong này nó sẽ có những cái loại mà mặc định như thế này. Những cái loại mặc định như này nó sẽ phân ra làm ba nhóm chính, phân ra làm ba nhóm chính nhé. Thầy sẽ giới thiệu cơ bản nhất. Cái nhóm đầu tiên là assembly stair này, là những cái cầu thang mà lắp ghép từ những cái cấu kiện khác nhau. Thông thường nếu như các bạn mà vẽ cầu thang gỗ, cầu thang gỗ, cầu thang thép, cầu thang bằng thép ấy, thì các bạn sẽ dùng cái nhóm này để các bạn vẽ. Cái loại thứ hai là cast in place stair, đây là cái loại cầu thang mà thường là được thi công tại chỗ. Thì những cái cầu thang mà dạng bản bê tông cốt thép và đổ tại chỗ, đúc khuôn đổ tại chỗ, đổ tại công trình á, thì chúng ta sẽ dùng cái loại này để chúng ta khai báo ra. Cái loại thứ ba là precast stair, có nghĩa là những cái cầu thang cũng là bản bê tông, dạng như là bản bê tông nhưng mà nó bê tông sản xuất tại nhà máy thành cấu kiện và chỉ việc đem tới công trường để lắp thôi. Ví dụ mỗi vế thang là một cấu kiện đã được sản xuất sẵn rồi, chỉ đem tới công trường để lắp thôi, thì chúng ta sẽ dùng cái loại này để chúng ta tạo ra cái cầu thang mà chúng ta phù hợp. Thì ở đây cái cầu thang trong bài này, trong cái file mẫu này là cầu thang bê tông, bản bê tông bậc xây gạch, đây là loại cầu thang thông thường thông dụng nhất mà chúng ta hay thấy ở Việt Nam, tức là thi công tại chỗ đấy. Thì chúng ta sẽ bắt đầu khởi tạo loại mới từ cái này nha, monolithic stair nha. Nên mọi người chú ý cái tên này trước khi khởi tạo, trước khi tạo ra thì phải chọn cái này trước. Rồi, chọn cái này trước nha. Nhiều bạn nếu như các bạn chọn trên này thì nhiên là điều chỉnh thì nó cũng ra, điều chỉnh một hồi nó cũng ra, nhưng mà nó phiền nhiễu hơn, nó phiền hơn là khi các bạn chọn ngay từ đầu là ra là cái monolithic này. Rồi, sau khi các bạn chọn vào đây rồi ấy, chúng ta sẽ bấm edit type. Đó, kiểm tra một lần nữa ở trong này nó là cast in place stair, đúng rồi, là cầu thang thi công tại chỗ.
monolithic stair này. Rồi chúng ta sẽ duplicate nó lên, tức là tạo ra loại mới. Bây giờ nó đặt tên cho nó bản bê tông cốt thép bậc xây gạch. Ok, các bạn có thể đặt tên như thế này, hoặc là các bạn có thể đặt tên theo cái chiều rộng và chiều chiều rộng vế thang và chiều cao vế thang, ví dụ như cầu thang bê tông cốt thép chẳng hạn như thế. Cầu thang bê tông cốt thép của nó là rộng 900, rồi chiều rộng mặt bậc là 280, để chúng ta dễ quản lý thôi chứ không có vấn đề gì cả. Cái tên này thì tùy mỗi người tự đặt. Rồi ok, chúng ta đang là cầu thang bê tông cốt thép rộng 900, bảng 280. Thì trong cái bảng điều chỉnh cầu thang ấy thì nó có cái thông số như thế này, trước khi vẽ chúng ta phải điều chỉnh. Thì thứ nhất là maximum rise height, nghĩa là cái chiều cao bậc tối đa của nó là 180 độ, 280 mm. Cái này để làm cái gì? Đó, các bạn chờ một chút xíu nha, thầy có điện thoại. Thầy tiếp tục nhé. Thứ nhất là cái chỉ số maximum rise height, cái này là cái chiều cao bậc tối đa. Cái này điều chỉnh thông số ở đây để làm cái gì? Nếu như khai báo 180 ở đây, thầy lấy ví dụ từ tầng 1 lên đến tầng 2, chiều tổng chiều cao tầng là chúng ta đang là 3980. Các bạn nhìn con số từ tầng 1 lên tầng 2 là 3980, thì lúc đầu khai báo bằng vẽ người ta biết rồi. Nếu như các bạn làm 22 bậc, hiện nay là 22 bậc, thì chiều cao mỗi bậc nó vào khoảng là 180. Nhưng mà nếu như các bạn giảm bớt cái số bậc lại, ví dụ các bạn làm 21 bậc thì cái chiều cao bậc nó sẽ cao hơn 180. Và khi mà nó cao hơn 180, tức là nếu như các bạn đã khai báo maximum đây 180 mà nó cao hơn 180, thì Revit nó sẽ ra của các bạn thông báo là báo cho các bạn biết là cái cầu thang này cái bậc nó đang quá cao so với là yêu cầu, thì đề nghị là bạn sẽ có cái giải pháp gì đó để bạn giảm cái chiều cao bậc xuống, có nghĩa tăng số bậc lên. Tức là nó ra một cái thông báo như thế thôi, thì chúng ta lưu ý, nên con số ở đây thì các bạn có thể là chỉnh 180, hay là các bạn chỉnh 107, hay là các bạn chỉnh nó là 200 thì nó tùy. Chúng ta tạm thời để mặc định để 280. Rồi, mỗi các bạn để 200 cũng được, không có vấn đề gì cả nhé. Ví dụ bạn để 200 cũng được, không có vấn đề gì cả. Rồi, đó là một thông số. Con số thứ hai là minimum street depth, có nghĩa là cái chiều rộng mặt bậc nhỏ nhất. Ví dụ chiều rộng mặt bậc nhỏ nhất các bạn xác nhận ở trong Revit nó là 280. Thì các bạn, nếu như các bạn vẽ một cái cầu thang mà cái chiều dài vế nó nhỏ quá, ví dụ từ đây đến đây, từ chỗ này đến chỗ này nó nhỏ quá, nó chia tự động, nó chia đều ra cái số bậc, thì cái mỗi mặt bậc nó là 250 chẳng hạn, 250 chẳng hạn, thì Revit lại ra một cái thông báo, nó báo cho các bạn biết là cái cầu thang này cái mặt bậc nó đang nhỏ quá. Thì các bạn học cấu tạo cơ bản thì các bạn cũng biết rồi, nếu như mà cái chiều cao bậc này nó lớn quá thì các bạn đi không được, chỉ có những cái cầu thang như cầu thang thoát hiểm hay cầu thang phòng cháy chữa cháy thì bí lắm thì người ta mới làm cái chiều cao bậc nó cao quá thôi, chứ còn những cái cầu thang mà đi lại thông thường thì ít khi người ta làm cái chiều cao bậc lên tới 180 lắm, cho nên là thông thường chúng ta để hay để 180 là vì thế. Còn nếu như cao trên 180 thì phải thiết kế, phải xem lại làm sao để giảm cái chiều cao bậc xuống cho người sử dụng cảm thấy tiện dụng nhất. Tương tự như vậy thì cái chiều rộng của cái mặt bậc thì minimum của nó thì các bạn có thể là để 250, tức là để cho nó thấp xuống cũng được, vì minimum là chỉ số nhỏ nhất mà. 28, các bạn hay quen với việc ở thiết kế cầu thang hay bậc tam cấp là 150, 150 nhân với lại là mặt cao 150, mặt bậc là 300. Nhưng mà khi các bạn thiết kế cầu thang ở trong nhà thì trừ những cái cầu thang của công trình công cộng thì phải chuẩn ra, thì các bạn nhiều khi do cái chiều rộng thực tế hay là tùy theo kích thước thực tế của công trình và cầu thang, cái chiều cao bậc và chiều rộng bậc nó sẽ khác nhau một chút xíu. Ở đây chúng ta khai báo là maximum với minimum thì tạm thời như thế này. Rồi, một cái con số nữa là minimum run width. Run width là sao? Tức là cái chiều rộng của một vế thang đấy. Minimum hiện nay nó là 1000.
Và cái cầu thang của chúng ta ban nãy thầy có nói các bạn là cầu thang chúng ta đọc cho bạn vẽ kia là 900, nếu như các bạn để 1.000 thì các bạn vẫn vẽ được, nhưng mà nó sẽ có một cái báo lỗi là chiều rộng vế thang nó không đạt được cái minimum này. Thôi thì thôi, chúng ta đang cần 900 thì chúng ta để minimum là 900. 900 là được rồi. Còn bậc ở đây chúng ta đang là trong cái bảng vẽ chi tiết đó là 208, thầy đo ở trên này cũng là 208, chúng ta cũng khai báo ở đây là 208 luôn, 208. Ok. 900. Nó có cái chỉ số kế tiếp là calculation rule, là cái cách thức tính cái chiều cao, quan hệ giữa chiều cao với chiều rộng bậc. Thì cái này nếu như các bạn dùng cái công thức tính thì nó sẽ khống chế một trong hai con số đó, còn nếu các bạn muốn bật chiều cao với chiều rộng nó tự do thì các bạn đừng có tích vào đây. Thì các bạn hay học bên cấu tạo thì các bạn cũng đã biết cái công thức cơ bản nhất của cái tính cái chiều quan hệ giữa chiều cao với chiều rộng bậc thang, nghĩa là sao? Hai lần chiều cao của một bậc cộng với lại một lần chiều rộng thì nó sẽ là vào khoảng 600 hoặc là 640, tùy theo công thức chúng ta lựa chọn. Thì chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua này, nhưng mà giới thiệu cho các bạn biết đó là các bạn muốn khống chế cái chiều cao chiều rộng bậc theo công thức của cấu tạo thì các bạn sẽ tích vào đây, ví dụ tích vào công thức này và nhập vào con số, ví dụ ở đây chúng tôi cần là 600. Nếu như tích vào thì nó sẽ tính theo cái đó, còn hiện nay chúng ta tạm thời là để tự do, chúng ta không có tính theo, quan trọng như cái này rồi. Tiếp điều chỉnh xuống bên dưới này, nó có một vài cái điều chỉnh ban đầu nó hơi rườm rà chút xíu, nhưng mà các bạn nhìn một lần các bạn sẽ thấy là điều chỉnh một lần là xong hết. Runtime đến cái phần construction, có nghĩa là cái kết cấu cấu tạo cơ bản của nó, cứ gọi cấu tạo cơ bản đi chứ chưa phải là hạ gì đó. Runtime có nghĩa là cái loại của cái vế thang. Landing tie là cái chủng loại của cái cấu tạo cơ bản của cái chiếu nghỉ. Và function có nghĩa là trong nhà hay ngoài nhà. Thì cái runtime các bạn thấy ở trong bản vẽ này, thông thường một cái cầu thang cơ bản thì cái bảng thang, cái runtime, cái rinh nó gọi là cái bảng thang này, thì cái nó cấu tạo từ bảng bê tông cốt thép. Thì bê tông cốt thép các bạn có thể là khai báo độ dày của nó, như độ dày sàn là 100 và chúng ta ở trên đó chúng ta sẽ xây bậc xây gạch. Thì các bạn ấy sẽ khai báo vào đây, hiện nay nó là 150, thì chúng ta có thể là chọn vào đây, là chúng ta bấm vào cái, khi mà các bạn bấm vào đây ấy, dạng chuột đây nó sẽ có cái ba chấm này. Lúc này chúng ta ra một cái bảng điều chỉnh mới, là điều chỉnh dành riêng cho cái cấu trúc của cái vế thang. Hiện nay nó đang đặt tên là 150 mm depth, chúng ta cần cái bảng là 100 thôi, thì các bạn chỉ cần duplicate lên ha. Các bạn giữ nguyên cấu trúc tên cũng được, các bạn đặt lên 100, các bạn ok. Tùy chọn của nó là bề mặt của nó là smooth. Chúng ta sẽ đây chỉnh độ dày của cái bảng bê tông đó là 100. Các bạn nhớ 100 này á, nó tương ứng với là cái phần tô trắng này, độ dày của cái bảng tô trắng này nha, là 100 thì chúng ta chỉ cần 100. Ở trên này nó có tùy chọn là smooth, có tùy chọn thứ hai á là step. Step thì chúng ta sẽ có một cái, nếu như smooth thì chúng ta sẽ là cái bảng thang nó trơn như thế này, nó sẽ trơn như thế này. Còn nếu như các bạn chọn step thì có nghĩa là sao? Là các bạn làm cái cầu thang theo cái kiểu như thế này này, cầu thang kiểu đổ bậc mà nó giật theo từng bậc như thế này, họ gọi là cầu thang gấp giấy đấy, hay gọi là cầu thang gấp giấy, hay là cầu thang gấp nếp cũng là nó. Đây. Nếu như các bạn muốn làm cái cầu thang dạng như thế này thì các bạn sẽ chọn tùy chọn ở trong cái điều chỉnh cái cấu trúc của cái runtime này, đó là dạng là step step pitch nha. Còn nếu như các bạn làm bản dốc, còn nếu bạn các bạn mà chưa rõ thì các bạn có thể, thầy có thể là dùng Google, thầy search các bạn cầu thang bản gấp giấy chẳng hạn như thế. Đây, nó là cái cầu thang này, nếu như các bạn chọn step pitch thì nó sẽ là cái cầu thang này. Đây, các bạn thấy cái bảng thang và cái bậc thang sẽ đổ thành hình zig zag như thế này, thì nếu như các bạn muốn làm cầu thang như thế thì chúng ta sẽ chọn là step pitch ở chỗ này. Còn nếu như mà các bạn muốn
làm cái cầu thang mà đây cầu thang dạng bảng như thế này, như trong bạn vẽ đây các bạn trơn, thì chúng ta sẽ chọn là cái smooth. Thì hiện nay chúng ta đang làm cái bảng thang là smooth nha, smooth. Rồi vật liệu cơ bản của nó là bê tông độ tại chỗ, thì chúng ta tạm thời chúng ta cứ để nguyên cái này và chúng ta bấm OK. Đó là việc đầu tiên chúng ta chỉnh run time, đó. Landing time đó là cái loại của cái chiếu nghỉ. Thì bây giờ cái loại của chiếu nghỉ thì cái bảng thang thế nào thì cái chiếu nghỉ cũng tương tự như vậy đó. Cái chiếu nghỉ là cái chỗ này đó. Thì chúng ta cũng sẽ, hiện nay nó đang mặc định là 300mm thiết liệt sẽ là độ dày, thì chúng ta cũng kích vào đây chúng ta tạo ra cái loại của chúng ta, chúng ta duplicate nó lên, chúng ta đặt tên giống như họ thôi, chỉ khác là cái con số chúng ta chỉ cần giảm 100 thôi đó. Chúng ta chỉnh độ dày của nó, thực tế ở đây là 100. Chúng ta bấm OK, bấm OK. Rồi những cái phần còn lại thì tạm thời chúng ta chưa chỉnh, chúng ta chỉnh những cái cơ bản nhất và chúng ta bấm OK. Đó là về mặt khai báo đầu tiên là tạo cái loại cầu thang bê tông cốt thép rộng 900 bậc 208. Rồi trước khi vẽ cụ thể lại kiểm tra thông số nữa, đó là khai báo cái chiều cao thang có đúng hay chưa. Bây giờ cầu thang chúng ta đang muốn là đi từ tầng 1, đây base level là tầng 1, top level đi từ tầng 1 lên tầng 2. Cái chân của nó không lên không xuống gì hết, là không không, cái đầu của nó không lên không xuống không không. Như vậy thì nó sẽ ra, nếu như bạn không có thay đổi gì hết, thì nó sẽ ra cái chiều cao tổng của cái cầu thang là 3980, là đúng y khớp nối với lại cái thông số chiều cao tầng mà chúng ta đã khai báo theo bản vẽ. Nên chúng ta theo bản vẽ chúng ta đã khai báo mặt đứng vừa trước ấy, các bạn thấy là từ đây không không lên 3980 là đúng rồi. Ở dưới này tổng số bậc thiết kế là 23 bậc, nhưng mà theo bản vẽ chúng ta đang cần là 22 bậc, thì chúng ta sẽ giảm cái con số này xuống, chúng ta sẽ không có vẽ là 23 bậc, chúng ta sẽ vẽ 22 bậc. Các bạn thấy 22 bậc thì nó sẽ chia ra tự động, nó chia ra cho các bạn thấy là 22 bậc thì với chiều cao tầng này mỗi bậc nó sẽ cao khoảng 180,9, chiều rộng bậc là 280. Chúng ta đã khai báo rồi, nếu các bạn muốn chiều rộng bậc là 300 cũng được, không sao cả. Các bạn thích bao nhiêu thì các bạn lúc bây giờ các bạn mới kê vào đây nè. Chiều rộng bậc là 208, theo bạn vẽ 208 thì chúng ta khai 208. Theo bạn vẽ là 250 thì chúng ta khai vào 250, nhưng mà khai 250 là nhỏ hơn cái minimum ban nãy nên nó sẽ báo lỗi, chúng ta cứ 208 là đúng thiết kế. Bây giờ 22 mà họ tính ra đây là 180,9, nó sẽ cao hơn cái con số ban nãy chúng ta đó, nó ra cái bản thông báo liền. Nếu như mà 22 bậc actual riser height, tức là cái chiều cao thực sự của một cái bậc thang, nó lớn hơn cái maximum riser height mà chúng ta đã khai báo ban nãy, như vậy thì sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là tăng cái chiều cao, tăng cái số bậc lên thì sẽ không bị, nhưng mà tăng số bậc lên thì nó không đúng với lại cái phương án chúng ta đang vẽ theo. Đây, chúng ta cứ giảm số bậc và chúng ta sẽ vào đây chúng ta khai báo cho nó cái này nó tăng lên một xíu, ví dụ tăng lên 200 nên khỏi báo lỗi nữa. Rồi sau đó thì vẽ thôi. Đây, hai cái vế này nó cách nhau 200 nữa nha. Rồi chúng ta vẽ thì bắt đầu bậc đầu tiên nó sẽ đi từ cái chỗ này đi lên, đi từ cái mép cột này đi lên, chúng ta vẽ bạn cứ vẽ như bình thường. Chúng ta sẽ chọn, sau khi khai báo xong hết rồi, kiểm tra thông số rồi, chúng ta sử dụng công cụ run này. Rồi chúng ta dùng cái vế thang thẳng này, chúng ta vẽ này. Đó là vế thang thẳng. Và trước kiểm tra chỗ này, thứ nhất là cái cách canh khi mà vẽ vế thang, đó là center. Center nghĩa là chính giữa vế, là canh theo cái đường này. Đây, đây thầy thử vẽ cho các bạn thấy. Nếu như canh center thì khi vẽ các bạn thấy con chuột của bạn khi mà ra nó sẽ ra theo cái đường, nó sẽ tạo ra cái cầu thang ảo theo cái canh theo cái đường tim này. Đấy, các bạn ra chuột theo đường tim. Và nếu như các bạn chọn là left là bên trái thì các bạn sẽ thấy là khi ra con chuột thì cầu thang sẽ phát triển sang ở phía cạnh kia. Và nếu như các bạn chọn right thì khi vẽ thì con chuột nó sẽ nằm ở cái cạnh trong này. Và chúng ta sẽ làm nó lên. Ở đây thì tùy theo trường hợp mà các bạn canh cho nó phù hợp. Thế ở đây thì cái vế thang đầu tiên thì thầy thấy là thầy vẽ theo cái chiều left nó sẽ dễ hơn, tức là sẽ đi theo cái cạnh của cột nó dễ hơn, thì chọn là left thôi. Offset là không, đừng có xê dịch gì hết.
tất cả giữ nguyên, và cái vế thang nó rộng là 900, thì nhớ là khai báo lại lần đây là một cái nữa là 900 nha. Ban nãy chúng ta có khai báo ở trong này rồi, minimum trong này rồi, nhưng mà đây chỉ là minimum thôi, còn thực tế của nó là 900 để bạn phải khai báo ở đây ha. Automatic landing là nhớ kích vào để làm gì, để tạo tự động tạo chiếu nghỉ. Rồi chúng ta vẽ từ đây đến đây, sau khi mà các bạn ấy rồi thì chúng ta sẽ vẽ từ đây, chúng ta vẽ từ đây đến đây ha. Rồi chúng ta vẽ tiếp cứ giống từ đây rồi các bạn vẽ lên thêm một này ha. Bây giờ từ đây mà các bạn rồi vẽ thêm lên nữa thì nó rồi chúng ta có một cái cầu thang nó như thế này. Sau khi vẽ ra cái hình thù cầu thang này rồi ấy, thì chúng ta bắt đầu mới đi chúng ta chỉnh lại cái hình dáng cho nó phù hợp. Chỉnh lại là sao? Cái này nó phải bo theo đúng cái vị trí của nó, thì các bạn sẽ chọn hết tất cả, các bạn dùng công cụ di chuyển này à. Các bạn di chuyển nó về đúng cái vị trí của mép cột, mép đồ nha. Ví dụ những cái chỗ này nó chưa đúng, thì giới thiệu với các bạn một cái công cụ nữa làm sao để cho cái cạnh này nó trùng với cạnh này, thì các bạn sẽ dùng cái công cụ là align này và chúng ta sẽ align này sẽ giúp cho canh chỉnh một đối tượng theo một cái đối tượng cho trước. Nghĩa là sao? Chúng ta sẽ lấy cạnh này làm chuẩn, kích cái vế này, các bạn sẽ thấy là nó sẽ fit vào đây và kiểm tra một cái nữa đó là khoảng cách giữa hai cái vế thang này nó có đúng là 200 theo thiết kế chưa, thì các bạn kéo kích thước tạm. Xin lỗi. Nhiều cái nó chồng lên nhau quá rồi khó chọn. Thôi tạm thời như thế đã, mình cho nó fit vào đây đã. Ăn đúng theo cái dầm này rồi. Bây giờ cái bậc thang nó không có khớp lắm với lại cái thực tế, thì sau khi các bạn vẽ một cái cầu thang phát thảo thế xong, thì các bạn thấy nếu như các bạn chọn vào cái vế cuối cùng nó có cái mũi tên ở đầu này, các bạn có thể gia giảm cái số bậc của nó, ví dụ các bạn kéo thêm vào đây thì cái chỗ này nó sẽ tự động nó giảm xuống, tự động nó giảm xuống để làm sao cho tổng số bậc nó vẫn không thay đổi đó. Các bạn nếu như các bạn kéo cái vế này dài ra tới cái vế cuối cùng á, thêm số bậc thì cái số bậc ở đây nó sẽ giảm lại trong trường hợp đây nó kéo đã bị dư quá thì chúng ta sẽ bị, nó sẽ hiện ở đây này, tổng số bậc thực tế là nó đang sai 2+4, chúng ta phải thu lại cho nó đúng thành ra tổng số bậc thì nó là 26 đấy các bạn, kéo lại thôi. Chúng ta thiết kế 22 bậc thì chúng ta chỉ cần vẽ đúng 22 bậc xong xuôi câu chuyện rồi, thì các bạn chỉ việc là đúng vị trí, đúng kích thước rồi, thì chúng ta chỉ việc là bảo là save vào bộ sách, chúng ta bấm finish. Thì như vậy chúng ta sẽ có một cái cầu thang nó đúng vào vị trí này đúng theo kích thước của mình mong muốn, và thậm chí là nó có luôn cả cái lan can ở đây nữa. Thì cái lan can này các bạn, sau khi các bạn tạo ra được cái cầu thang như thế này rồi, đây cầu thang đi từ đây lên đây, thì sau khi các bạn đã tạo được cái cầu thang như thế này rồi thì nó có một cái chuyện đó, nó tự động xuất hiện hai cái lan can, nhưng mà trong cái bản vẽ này các bạn thấy cái cạnh này của cầu thang là nó đi theo cái tường, cho nên nó không cần lan can, chỉ cần cái lan can ở giữa thôi. Thì cái lan can tự động tạo ra này các bạn tạm thời các bạn để nguyên, còn các bạn không thích cái lan can ở bên ngoài này tại vì nó sẽ dư, thì các bạn chỉ việc là chọn lấy cái lan can bên ngoài và các bạn bấm delete, bấm phím delete lên một phím là nó sẽ xóa đi. Còn cái việc qua lan can chạy tới đây nó dừng thì từ từ mà điều chỉnh sau. Thì đó là cái cách mà các bạn để các bạn khai báo và vẽ một cái cầu thang cơ bản nhất, cầu thang cơ bản nhất. Đây các bạn lên tầng 2
Các bạn sẽ thấy là cái cầu thang như thế này, các bạn ở dưới tầng 1 nó sẽ có mũi tên đi lên như thế này. Đó. Và khi các bạn vẽ xong rồi, tất nhiên là như mọi cái vật thể khác thì các bạn cũng có thể, và sau khi các bạn vẽ rồi các bạn muốn điều chỉnh nó thì các bạn có thể điều chỉnh, các bạn qua trong này các bạn điều chỉnh, các bạn có thể điều chỉnh ví dụ vế này nó rộng 900. Vế này nó rộng 900 thì các bạn không muốn nó rộng 900, các bạn muốn nó rộng hơn thì các bạn kéo ra hoặc là các bạn nhập vào con số ở đây. Ví dụ như các bạn muốn cái vế bên này nó to hơn một tí, nó rộng 1000, còn vế này 900 thì tùy, vế to vế nhỏ, hoặc là vế này 800, rộng 800 thôi. Thì các bạn vào đây để các bạn điều chỉnh 800, nó sẽ nhỏ hơn cái minimum nó hiện ra, các bạn thông báo liền đấy cho tôi chọn. Là cái chiều rộng vế thang nó đang nhỏ hơn so với khai báo minimum nó nhỏ nhất vậy thôi, là 900. Vẽ trong Revit chủ yếu là khai báo thôi, chứ còn thao tác vẽ thì nó không có phức tạp lắm đâu. Nó những cái thao tác nó hết sức là nhẹ nhàng, chỉ việc kích và thả, kích và thả. Đó. Rồi, từ cầu thang, vẽ xong cầu thang các bạn thấy là tự động nó tạo cho các bạn một cái ký hiệu là up, có nghĩa là từ đây đi lên, up đi lên. Thì các bạn chọn vào cầu thang, bình thường các bạn bấm chọn cầu thang, các bạn muốn điều chỉnh cái ký hiệu này thì các bạn sẽ kích vào cái này. Nếu như chồng lên nhau thì nhớ bấm phím tab bằng nãy có giới thiệu các bạn đấy. Các bạn muốn nó hiện lên cái chữ up này đi lên thì các bạn hiện lên, hoặc là các bạn không muốn hiện chữ up mà nó các bạn muốn đánh một cái chữ gì đó khác, ví dụ chữ lên. Ví dụ thì giả sử đánh chữ lên vào đây thì nó sẽ có chữ đi lên ở đây. Còn các bạn không muốn đánh chữ ở đây thì các bạn chỉ việc là bỏ cái chữ đi, rồi mũi tên thôi. Rồi, từ tầng 2 các bạn sẽ thấy từ tầng 2 nó sẽ có cái mũi tên mà nó đi theo chiều đi xuống, tức là nó chỉ các bạn là chữ down đây, viết tắt của chữ down. Thì tương tự như vậy, các bạn muốn đánh chữ xuống thì nó là chữ xuống, đó là ký hiệu cho bằng vẽ của các bạn thôi. Còn các bạn không muốn nó hiện test thì các bạn sẽ tắt cái test đó đi. Hoặc là các bạn muốn ví dụ trong bản vẽ một cách thông thường thì trên tầng 2 thì nó cũng là hiện là mũi tên đi lên. Tầng 1 nó cũng đi lên, tầng 2 đi lên, tầng nào nó cũng đi lên hết, thì chúng ta sẽ chuyển cái loại mũi tên cho nó. Các bạn chọn vào cái mũi tên này, các bạn sẽ sổ vào cái list ở đây và sẽ các bạn sẽ chọn là fix up direction, tức là luôn luôn ký hiệu cầu thang là đi theo hướng đi lên, thì các bạn sẽ dùng cái loại này. Còn cái loại automatic này chúng ta không dùng nha. Ít dùng lắm. Nó sẽ rối bằng vẽ vì cái lên cái xuống cái nào cũng có mũi tên hết, mà theo cái chuẩn thể hiện bằng vẽ mà các bạn học từ trước giờ và các bạn vẽ thì cầu thang lúc nào cũng ký hiệu mũi lên, thì chúng ta sẽ dùng cái fix up direction này. Các bạn thấy ở tầng 1 nó cũng đi lên, ở tầng 2 nó cũng ký hiệu là cái cầu thang đi lên theo chiều này. Tầng 1 các bạn cũng chọn sang cái fix up, luôn luôn chỉ hướng lên, thì nó sẽ không có bị trường hợp làm vẽ một cái cầu thang từ tầng 2 lên thì nó cứ lúc thì nó chỉ lên, lúc thì nó chỉ xuống, thì nó phiền, nó rối bạn vẽ, bạn những không quen. Thì tương tự như vậy thì các bạn có thể vẽ những cầu thang khác, ví dụ như là stair, vẫn là cái loại chúng ta khai báo như thế, chúng ta vẽ cầu thang, ví dụ các bạn vẽ dạng cầu thang này, các bạn vẽ cầu thang xoắn, thì các bạn khai báo bán kính trong, bán kính ngoài được các bạn. Nó xoắn bao nhiêu vòng nữa thì tùy đó, các bạn sẽ thấy đây cái cầu thang này, đây là cầu thang xoắn đó, các bạn xong thì các bạn bấm finish thôi. Nó cũng đi từ tầng 1 lên tầng 2, nó cũng xoắn, thậm chí nó vẽ luôn cả cái lan can cho các bạn luôn, là cái phần các bạn cảm thấy khó nhằn nhất nếu như các bạn sử dụng những cái phần mềm vẽ khác. Hay là chúng ta vẽ cầu thang dạng cong như thế này ha, các bạn cứ thử thoải mái, thử chán thì sao các bạn xóa đi thôi. Đây. Hoặc là các bạn vẽ cầu thang dạng như thế này. Khai báo rồi, chúng ta khai báo cái cấu trúc của nó rồi, chiều cao chiều rộng bậc rồi, thì những cái sau các bạn thử thì các bạn cứ thấy các bạn vẽ thôi. Đây và khi vẽ xong thì tất nhiên chúng ta có thể là gia giảm số bậc của mỗi vế, nó sẽ khác nhau. Hay là
các bạn vẽ ở cái cầu thang khác, chữ U sẽ bật như thế này thì tùy. Và tất nhiên là finish xong thì bao giờ nó cũng có luôn tất cả mọi thứ liên quan đến cầu thang cho các bạn. Đây, đây những cái cầu thang mà mới tạo chơi chơi ra. Xóa đi cho đỡ nặng bản vẽ nha. Rồi, về mặt cơ bản nhất là cầu thang thì các bạn sẽ vẽ như thế. Các bạn sẽ vẽ như thế. Về mặt cơ bản nhất ở một cái cầu thang trong Revit nó được tạo ra như vậy. Các bạn nghe kịp chưa? Mọi người nghe kịp hết chứ? Rồi, nãy giờ tất cả mọi người đều nghe kịp rồi thì thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn tiếp. Tất nhiên là cầu thang này nó chưa chính xác lắm đâu nha, chúng ta phải kiểm tra lại bản vẽ một chút xíu. Ví dụ như từ đây đến đây các bạn thấy từ cái bậc cuối cùng đến cái mép sàn này nó đang bị thiếu thì chúng ta phải đo kiểm tra lại theo bản vẽ thử là chúng ta vẽ có vấn đề gì không thì chúng ta sẽ thực hiện những cái tinh chỉnh. Ví dụ như ở chỗ này thầy phải kiểm tra lại xem thử là kích thước của cái bậc thang, cái vế thang này từ đây là bao nhiêu, là 1 mét, còn cái bậc thang này là 280. Như vậy thì ở cái chỗ này, trong khi đó thì trong cái chỗ này chúng ta nếu như mà các bạn vẽ ô tô như từ nãy trừ cái vế thang chúng ta khai báo là rộng 900 đúng không, 900 thì cái chiếu nghĩ bây giờ nó cũng mặc định tự động nó làm là rộng 900 này. Chúng ta dùng cái thước này, trong này các bạn muốn biết kích thước thì các bạn có thể dùng một cái công cụ nữa là cái thước đo này, tạo này các bạn đo này. Từ đây là 900, như vậy nó sẽ bị hụt từ đây này, các bạn thấy cầu thang nó bị hụt so với mép sàn là 100. Như vậy thì chúng ta sẽ vào đây, chúng ta điều chỉnh, biết được cái chuyện nó nằm ở đâu rồi thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta sẽ vào trong cái modify cầu thang, chúng ta bấm edit stair thì chúng ta điều chỉnh edit sao, chọn cái vế này, chọn cái chiếu nghĩ này và nâng cái con số này lên là 1000. Thì lúc này nó sẽ phát triển ở trong cái trường này thì chúng ta sẽ chọn hết tất cả này và chúng ta dùng cái công cụ di chuyển. Chúng ta đang ở trong cái giao diện mà điều chỉnh thang, chúng ta là quét hết chọn thì nó chỉ chọn cầu thang thôi nhé. Và chúng ta chỉ việc là di chuyển ra đây, cái mép này ở đây nó vừa khít, nó sẽ vừa theo đúng như là cái bản vẽ mà chúng ta đang vẽ theo. Ở đây chúng ta học được kiểu là vẽ theo một cái bản vẽ có sẵn rồi mà. Rồi bây giờ đến cái lan can này, lan can này thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn sang cái nội dung kế tiếp, đó là cái cách để vẽ cái lan can ở trong Revit. Lan can ở trong Revit thì các bạn thường vẽ một cái nó có hết tất cả những cấu kiện này, nó cũng tương đối là nhẹ nhàng. Thì đầu tiên là cái lan can cơ bản trước, ví dụ như thầy muốn vẽ một cái lan can cho một cái ban công này
À, cái ban công này, bởi vì cái sàn ban công này chúng ta là vẽ tuột so với lại cái sàn tầng 2 là âm 40, chúng ta nhớ cái con số này để lan can chúng ta nó không bị bay thôi. Thì thầy sẽ lên tầng 2 để vẽ lan can cho cái này. Tự nhiên là có thể là tặng nó đi. Để vẽ lan can ở trong Revit ấy thì chúng ta sử dụng công cụ là ở trong tab Assister và tab Railing này. Railing là để vẽ lan can này. Đó. Railing thì ở trong này các bạn sổ là nó sẽ có hai loại, nó sẽ có hai loại. Loại thứ nhất á là vẽ lan can là bằng cái phác thảo, tức là các bạn muốn vẽ lan can chỗ nào thì các bạn vẽ đường dẫn cho nó sẽ tạo lan can. Cái loại thứ hai á là các bạn vẽ lan can tự động cho cái cầu thang. Có nghĩa là sao? Các bạn vẽ cầu thang bằng một cách nào đó, còn các bạn không có lan can này. Ví dụ bây giờ thầy dùng lan can vẽ lan can theo cái đây thầy sẽ vẽ theo cái trick, nó sẽ cho các bạn vẽ là vẽ theo cái trick, nghĩa là sao, tức là vẽ theo từng bậc hay là vẽ theo stringer. Các bạn cứ bấm đại vào đây để xem như thế nào. À này nó có sẵn rồi, thôi rồi hướng dẫn vẽ từ cơ bản trước đi. Railing các bạn sẽ dùng cái công cụ đầu tiên là Sketchpad, là cái chúng ta hay dùng trước, rồi từ từ vẽ theo cầu thang rồi vẽ sau. Về cầu thang tạo ra nó có sẵn rồi, ta khai báo thôi là xong. Bạn muốn vẽ lan can thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái Sketchpad. Thì chúng ta sẽ Sketchpad thứ nhất là gì, vẽ cái đường dẫn cho nó là xong. Ví dụ các bạn muốn lan can từ đây đến đây đúng không, từ đến đây thì các bạn chỉ việc là vẽ cái đường dẫn từ đây qua đây. Đường dẫn đó không không cần phải khép kín như cái sàn. Ví dụ một cái ô sàn thì các bạn sẽ phải vẽ cho cái đường này nó khép lại với nhau. Đường dẫn này chỉ cần là các bạn vẽ nó liền lạc với nhau là được, có đừng bị đứt đoạn là được. Rồi. Sau khi vẽ đường dẫn thì các bạn bấm thử Finish. Finish, các bạn sẽ thấy sang cái hình chiếu 3 chiều, các bạn sẽ thấy cái lan can được tạo ra ở đây. Đó, ban nãy vẽ thiếu một cái đường ở đây rồi. Nếu như vẽ thiếu thì lại vào trong này các bạn edit, edit nó ở tầng 2. Chúng ta vẽ thêm cái đường này nữa là xong. Đây, chúng ta cái phối cảnh gì nhận rõ nhất. Rồi chúng ta chỉ cần vẽ đường dẫn xong, ok là các bạn đã có một cái lan can như thế này. Lan can như thế này. Các bạn thấy ở đây nó đang hỏng lên so với cái mặt sàn này, tại vì chúng ta chưa khai báo cao độ ở đó. Các bạn thấy nếu như các bạn chọn vào lan can để bạn vẽ xong rồi, nó sẽ có này, cao độ chuẩn của nó là tầng 2, cái bay offset thì nó là không, nếu các bạn muốn hạ nó xuống thì nó sẽ là âm 40 cho nó sát với lại cái mặt của ban công đó, mặt của ban công rồi. Ở chỗ này các bạn thấy cái chân nó hơi xìa ra ngoài, cái chân của mỗi cái trụ này nó hơi xìa ra ngoài so với lại cái cạnh nhìn ở trên mặt đứng, các bạn sẽ thấy rõ hơn. Đây, nhìn trên mặt đứng các bạn thấy cái chân nó hơi xìa ra. À, các bạn không muốn cái chân này nó xìa ra thì các bạn có một cái thông số là offset from path, nghĩa là cái đường dẫn chúng ta đang vẽ theo cái đường mép của cái mép ngoài cùng của cái ban công thì chúng ta sẽ cho cái này nó tụt vào, ví dụ cho tụt vào khoảng 50 chẳng hạn. Các bạn thấy nó sẽ tụt vào khoảng 50 thì nhìn nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng cái chân này nó không có cắm nửa trong nửa ngoài của cái mép mép sàn được. Thì nếu như các bạn vẽ ở đây các bạn tụt vào 50 thì nó sẽ hợp lý hơn. Đó. Còn cái lan can này hiện nay là đang là các bạn thấy là chiều cao từ đây đến đây, chúng ta lấy thước chúng ta đo thử nha. Từ đây các bạn đo ở đây, nó là 1100, nó là 1m1 đấy. Thì nó giống như mọi bộ phận khác. Các bạn nếu như các bạn kích vào đây các bạn sẽ thấy là cái loại cầu thang chúng ta đang sử dụng mà một khi các bạn là vẽ mặc định đó, thì nó là cái loại này railing 1m1, nó đặt tên như thế. Các bạn muốn tạo ra cái loại lan can mới thì các bạn sẽ chỉnh vào đây. Ví dụ như chúng ta muốn cái chiều cao lan can nó thấp hơn, chiều cao lan can là khoảng 900 thôi chẳng hạn, thì các bạn duplicate tạo ra cái loại của bạn ở đây là 900, ta bấm ok.
À, nó báo là 900 đã có một cái loại có tên 900 là nó có sẵn rồi. Như vậy nó chỉ việc là chọn 900 thôi. Nếu như nó có sẵn rồi thì nó chỉ việc là chọn cái loại cao 900 thôi, nó sẽ thấp xuống như này. Đây. Đó, các bạn muốn tạo ra cái loại khác, ví dụ loại 1000 đi. Tôi xem là 1000 nó có sẵn chưa? 1000 chưa có. Duplicate 1000. Thì chiều cao của nó thì các bạn sẽ chỉnh ở trong này này. Con số 900 hiện nay đang bị khóa lại, ta bấm vào edit để xem nào. Cái chỗ nào cho các bạn điều khiển cái con số này. À, nó vào đây. Đây, chiều cao của nó là 1000, đây chỗ này. Hay. 1000 là bằng. Đây thì chúng ta đã có cái chiều cao này đúng là 1000 và tên của nó là loại 1000. Nhớ là ở trong Revit thì phải muốn tạo ra loại mới thì nhớ duplicate nó lên, nhớ duplicate nó lên. Nếu như loại đó nó có sẵn ở trong, nó có sẵn ở trong đó rồi, nó sẽ báo là loại này có rồi, không cần phải tạo mới nữa. Còn nếu như nó chưa có thì nó sẽ nói các bạn là nó chưa có và các bạn hoàn toàn tạo mới được. Rồi tiếp tục thử những loại khác, ví dụ một khi đã tạo một cái lan can rồi thì thử cái loại khác. Railing nó có cũng là loại 900, cao 900 mà nó có chữ pip này. À, đây là cái lan can mà mấy cái thanh này hiện nay đang là dạng vuông nha, các bạn thử chuyển sang dạng pip các bạn sẽ thấy với cái thanh này nó chuyển sang là thanh tròn, là thanh tròn. Hoặc là các bạn có cái loại, các bạn thấy thử loại đi, glass panel. À, lan can mà dạng song dọc song ngang kết hợp với lại những cái tấm kính, tấm kính ở đây, tấm kính ở đây là lan can kính đấy. Nó ở trong Revit nó mặc định sẵn cho các bạn những cái loại mà hay sử dụng nhất. Còn thông thường thì là cái loại này đó, hoặc là cái loại này thì tùy tùy theo các bạn lựa chọn. Còn việc điều chỉnh những cái cấu kiện bên trong này thì từ từ nhé. Bây giờ mới hướng dẫn là tạo ra cái loại mà cơ bản nhất, sử dụng được thông thường nhất. Còn việc điều chỉnh nó, tức là các bạn muốn điều chỉnh thì chúng ta sẽ vào trong cái cấu trúc của cái này để chúng ta điều chỉnh. Trong đó cái nguyên tắc để tìm hiểu đó là baluster placement liên quan đến những cái song dọc này. Đây các bạn đưa con chuột vào đây. À, nó sẽ có những cái mà minh họa đi kèm. Rail structure nó sẽ liên quan đến cái rail là cái thanh 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 ngang này, có bao nhiêu thanh, thì một từ trên dưới một thanh, hai thanh, ba thanh, thì từ từ rồi thầy sẽ hướng dẫn các bạn điều chỉnh nó sau nhé. Bây giờ mới làm quen với việc là tạo ra một cái lan can thôi. Đối với lại cái lan can cầu thang, lan can cầu thang ở trong này chúng ta có một cái lan can đi từ dưới này lên trên này, từ tầng 1 lên tầng 2 lên cầu thang này. Nhưng mà đến cái chỗ này các bạn thấy là chỗ này chúng ta cầu cái lan can này nó phải đi lên đây một xíu, lên cái sàn tầng 2 một xíu, sau đó thì nó sẽ bẻ ngang qua như thế này thì nó mới đảm bảo an toàn, hiểu không? Ở chỗ này chúng ta không có lan can thì để điều chỉnh cái chuyện đó thì chúng ta sẽ làm như thế này. Các bạn chỉ việc chọn ở một bằng tầng 2, các bạn chọn cái lan can này, các bạn vào trong cái phần là edit path, tức là điều chỉnh cái đường dẫn. Trên cái đường dẫn mặc định chúng ta vẽ kèm cầu thang đó thì các bạn sẽ vẽ thêm, chúng ta sẽ vẽ thêm ra một đoạn. Rồi chúng ta vẽ tiếp đây một đoạn nữa, finish thử xem nó thế nào. Đây các bạn thấy đi lên đây nó bẻ qua và nó bẻ ngang theo đúng ý đồ của bạn vẽ. Do đây là khi vẽ thêm cái đoạn này thì chỗ này các bạn lưu ý nhé, cái lan can này á, khi mà các bạn kích vào này, một cái lan can mà đi theo cầu thang của bạn vẽ bằng bất kỳ cách gì thì nó sẽ có nguyên tắc như sau. Cứ mỗi đoạn này nó sẽ ứng với mỗi cái vế thang, ví dụ đoạn này nó sẽ ứng với lại cái vế này của cái cầu thang, cái đoạn chiêu nghỉ này nó sẽ ứng với cái đoạn này, đoạn này nó sẽ ứng với đoạn này,
Và chúng ta không nên kéo dài để vẽ được cái lan can ra đây, thì cái nguyên tắc là từ cái mặt xiên này lên mặt ngang nó phải có đoạn nối, thì chúng ta phải vẽ lên cái đoạn nối này trước khi chúng ta vẽ cái đoạn vẽ cua này. Thì chúng ta không nên kéo dài cái này ra, cái này nó sẽ dẫn đến cái lỗi về cái chiều dốc của lan can nó không hiển thị theo đúng ý muốn. Nên các bạn sẽ vẽ ra như thế này, sẽ vẽ thêm một đoạn này, vẽ thêm đoạn này thì chúng ta mới có được cái lan can nó hoàn chỉnh như thế này. Đó là khi các bạn xử lý cái lan can của cái cầu thang. Còn cái lan can thông thường thì khỏe rồi, các bạn chỉ việc là ví dụ muốn vẽ lan can ở đâu, ví dụ thầy giả sử chỗ này nó là lan can giả sử thôi nhé, thì chỉ việc là dùng Brailing Sketchpad, các bạn sẽ vẽ đường dẫn cho nó, kiểm tra cao độ cho nó, và kiểm tra cái loại mà các bạn muốn vẽ, loại lan can mà muốn vẽ. Các bạn muốn vẽ ví dụ đây này lan can, ok, nó bị lòi ra ngoài thì nhớ điều chỉnh offset nó chui vào 50, nó sẽ tụt vô ha, hoặc là ví dụ âm 100 tùy. Cái âm này là âm từ cái đường dẫn nhé, chứ không phải là âm từ cái đối tượng nhé, âm 25 chẳng hạn như thế. Rồi, cái chỗ lan can này các bạn nắm vấn đề chưa? Các bạn có vấn đề gì vướng mắc không? Chỗ lan can này có bạn có thấy có vấn đề gì vướng mắc không? Chủ yếu là kích tạo ra thôi và chọn cái loại cho nó hợp lý là được. À, cái lưu ý ở cái chỗ xử lý lan can của cầu thang ở trên cái tầng trên cùng thôi. Tầng trên cùng nó phải vẽ ngang qua một đoạn để làm bảo hiểm ở chỗ cái lỗ cầu thang đấy, thông thường là phải xử lý vô đấy. Mọi người nghe kịp chứ? Thầy hướng dẫn tiếp các bạn một cái công cụ kế tiếp của Revit, đó là cái việc vẽ tường nhà. Bây giờ chúng ta vẽ lên cái vỏ bao che rồi, chúng ta sẽ vẽ cái tường nhà đây. Thì để vẽ tường các bạn thấy kiểm tra lại bạn vẽ chút xíu, ví dụ vẽ tường tầng 1 chúng ta có tường 200 và bao ngoài, và những cái tường vách ở trong này là tường 100, ở chỗ này cái tường nó hơi chút chắc một chút xíu để chúng ta vẽ tường trang trí. Thì chủ yếu là hai loại tường chính là 200 và 100. À, thì để vẽ tường thì trong Revit đã có công cụ là vẽ tường ở đây, quên ở đây. Trong AutoCAD các bạn đã học rồi, thì chúng ta vẽ từng cái line một, sau đó thì chúng ta sẽ vẽ cái là vật liệu tường, hắc tường cho nó. Thì trong Revit chúng ta chỉ cần dùng công cụ duy nhất đó là vẽ quên ở đây thôi, thì chúng ta dùng cái công cụ quên này thì vẫn như mọi lần, đầu tiên là tạo cái loại tường trước. Thì trong này nó có nhiều cái loại mà mặc định, thì chúng ta sẽ tạo ra cái loại mà chúng ta mong muốn. Đầu tiên là từ cái loại generic 200 này, thầy sẽ duplicate thì tạo loại tường là đặt tên đàng hoàng nhé, tường xây gạch nha. À, dày 200 chẳng hạn, 200 mm, và thêm một cái tùy chọn nữa là cái tường này là xài ở bên ngoài nhà hay là bên trong nhà. Nếu như tường ở ngoài nhà thì các bạn ký hiệu thêm chữ AX, là viết tắt của chữ exterior đây này. Đó, AX. Đây. Rồi, tường dày 200, nếu các bạn muốn điều chỉnh độ dày tường thì vào đây, các bạn sẽ vào đây các bạn điều chỉnh ví dụ dày 200 rồi ok, trước mắt là như thế. Tường này là ở ngoài nhà rồi, exterior đó một loại, nó lại tạo thêm loại nữa là tường xây gạch 200 mà nó ở trong nhà cũng là 200, nhưng mà bây giờ nó ở trong nhà thì ký hiệu của viết tắt là chữ là in in nhé, và chỗ này thầy sẽ khai báo là interior. Ok,
tiếp thêm loại nữa. Thì hiện nay đây trong này nó có hai loại ta mới tạo này, là tường xây gạch 100, tại vì thầy tạo loại 200 trong nhà là do cái bức tường này nó có 200 này, 200 này. Bây giờ tạo lại từ 100 này, 100 chỉ có ở trong nhà thôi, là cũng duplicate nó lên. Tường xây gạch dày 100 thì trong nhà thì in thôi 100, điều chỉnh cái độ dày cấu trúc của nó 100. Ok, function interior rồi. Ở vẽ tường thì nó cũng nhẹ nhàng, trong Revit thì chủ yếu là có kích thả và kích thả, nên các bạn cứ bình tĩnh các bạn vẽ. Đầu tiên là vẽ tường bao, kiểm tra lần nữa nó bao như thế nào. Đây, nó bao toàn bộ như thế này. Đối với tầng 1 thì Architecture quên, thầy sẽ dùng đúng loại tường nhé, đúng loại tường mới tạo là tường xây gạch 200 này, AX là tường ngoài nè. Rồi trước khi vẽ thì phải kiểm tra cao độ. Ở đây là cái tường này chúng ta sẽ vẽ theo wall center line, tức là theo cái tim tường, theo cái tim tường. Cái chân tường là tầng 1 và offset lên là 0, nghĩa là sao nó sát tầng 1. Cái đầu tường, cái đỉnh tường nó unconnected, có nghĩa là nó sẽ cao vô hạn. Tức là chúng ta đây chúng ta tường tầng 1 thì nó sẽ lên đến tầng 2 là hết rồi, chúng ta phải giới hạn ở tầng 2, up level ở tầng 2. Top offset là 0 nên là không có muốn nó vươn lên khỏi cái tầng 2 bao nhiêu nữa. Wall center line là khi vẽ nó sẽ định vị theo cái tim tường. Hiện nay thì để vẽ cho nó thuận tiện á, thì do cái tường bao này thầy sẽ vẽ theo cái chiều thuận chiều kim đồng hồ, nên con chỏ chuột của thầy sẽ kích từ đây chạy qua đây, chạy qua đây, chạy qua đây, nên thầy sẽ dùng cái định vị tim tường. Các bạn chỉnh ở đây cũng được mà chỉnh ở đây cũng được, nó như nhau là hai chỗ này nó như nhau. Thầy cứ minh họa luôn đi. Wall center line là khi vẽ con chỏ chuột nó sẽ như thế này. Đây, các bạn sẽ thấy này, con chỏ chuột nó sẽ chạy theo cái tim tường như này. Ví dụ các bạn muốn vẽ tường từ đây qua đây á, thì các bạn sẽ phải vẽ là con chỏ chuột nó phải bắt điểm từ giữa cái cột này sang đấy, giữa cái cột này đến cái tim này, xong rồi đến cái tim này, đến cái tim này. Rồi cancel là kết thúc lại. Đây chúng ta có cái bức tường như thế này. Nếu các bạn dùng cái định vị là wall center line trong quá trình vẽ thì các bạn sẽ bắt theo tim, bắt theo tim. Rồi lại xóa đi thì vẽ lại lần nữa nhé. Xóa đi thì chọn nhanh cách là filter check nên chờ chỉ chọn tường thôi, bấm ok lên. Nó thầy vẽ lại tường cũng là cái loại tường đấy, nhưng mà bây giờ thầy vẽ bằng không phải wall center line nữa, mà chúng ta sẽ hay sử dụng là thứ nhất là wall center line này, cái thứ hai là core face exterior và core face interior, tức là cái mặt ngoài của cái cấu tường và cái mặt trong cái cấu tường. Chỗ này giải thích sơ bộ một chút xíu. Một cái tường á, nói là tường gạch thì sau khi các bạn xây bằng gạch xong thì các bạn sẽ có mặt ngoài các bạn tô hoàn thiện và mặt trong các bạn tô vữa hoàn thiện. Thì cái mặt ngoài sau khi tô hoàn thiện nó sẽ gọi là finish face. Finish face. Còn cái mặt ngoài tường mà trước khi các bạn tô tới mặt ngoài của cái phần gạch không á, thì nó sẽ gọi là core face. Nên chúng ta là do là cái tường sau khi các bạn vẽ xong sang cái bước hoàn thiện, nó còn khai báo nhiều cái lớp cấu tạo và phủ bên ngoài tường nữa, nhiều khi nó sẽ khác nhau, nó làm cho cái vị trí bạn vẽ nó bị xê dịch, nên là ít khi chúng ta dùng cái finish face để chúng ta vẽ trong cái bản vẽ sơ bộ lắm. Và chúng ta sẽ, nếu như các bạn muốn định vị theo cái cạnh ngoài cạnh trong của tường thì chúng ta sẽ dùng cái core face này. Cái core face là cái mặt của cái cấu chính của cái tường nhé. Ví dụ cái tường gạch thì nhắc lại là xây bằng gạch thì nó sẽ còn tùy theo chỗ mà nó còn tô mặt ngoài, tô mặt trong nữa. Thì sau khi mà tô hoàn thiện rồi hoặc là ốp lát hoàn thiện rồi thì nó sẽ gọi là finish face. Cái finish face này nó sẽ thay đổi nhiều tùy theo cái loại vật liệu của bạn ốp bên ngoài mặt tường. Còn cái core face thì nó ít thay đổi hơn, tại vì cái tường xây bằng gạch thì tùy theo quá trình thiết kế thi công thì nó sẽ canh theo tim, canh theo mạch thì nó sẽ dễ dàng hơn. Để ở đây ví dụ thầy vẽ bằng core face exterior, tức là cái mặt ngoài tường, thì lúc này cái con chỏ chuột của bạn sẽ không kích từ tim như ban nãy nữa, mà sẽ kích từ cái then đến theo chiều kim đồng hồ. Các bạn vẽ theo chiều kim đồng hồ thì nó sẽ đi ở đây qua đây. Ở ngoài này nó là cái hiên, ở trong này nó là cái tường, nó nằm trong này này.
Rồi. Đó. Đó là khi mà các bạn chỉnh cái canh cái quá trình vẽ. Khi mà vẽ xong tường rồi đó, thì trong bản vẽ này các bạn thấy là khi các bạn chọn một bức tường thì mỗi một bức tường nó sẽ có một cái mũi tên này, ký hiệu này. Cái ký hiệu này sẽ cho các bạn biết được là cái mặt ngoài của bức tường ở đâu, cái mặt nào mà có cái ký hiệu này có nghĩa là cái mặt ngoài của nó, còn cái mặt nào không có là cái mặt trong của bức tường. Như vậy đối với một bức tường ở ngoại thất là bên ngoài thì cái mặt ngoài nó là cái mặt hướng ra ngoài này, như vậy thì đúng chiều rồi. Các bạn vẽ theo chỉ đồng hồ để bảo đảm bức tường của bạn nó luôn luôn đúng chiều theo cái hướng như thế này, cái mặt ngoài hướng ở đây. Còn cái bức tường nào mà vẽ xong nó cái mặt ngoài mặt trong nó không đúng ý của bạn á, thì các bạn đảo nó bằng cách là các bạn bấm vào đây, bấm vào đây thì nó sẽ đảo mặt. Đó là cái dấu hiệu. Cái thứ hai là sau khi vẽ tường các bạn sẽ thấy là nó nhập nhằng ở chỗ này, nó hiển thị nó không đúng. Thì từ bữa đến giờ khi mà vẽ thì thầy để chế độ hiển thị của nó là cái mặc định của Revit là cái dạng hiển thị sơ bộ nhất là Curves, là giúp cho bạn vẽ của bạn trong quá trình vẽ thao tác nó mượt nhất. Còn các bạn muốn hiển thị chi tiết hơn một chút xíu thì chúng ta sẽ có cấp độ thứ hai, đó là Medium. Sẽ báo rồi xét xây rồi xét Medium. Cái độ hiển thị thứ ba nó sẽ tốt hơn tí nhưng mà nó sẽ làm cho các bạn bạn vẽ các bạn nó nặng hơn một chút xíu, là cái này là file. Thì máy trung bình bây giờ thì để medium cũng được, không có nổ quá nặng nề. Thì đối với cái tường này chúng ta lại vào trong cái edit type này, trong cái edit type này các bạn lại vào trong cái phần structure này. Các bạn thấy ở trong này ban nãy là chúng ta chưa có khai báo vật liệu cho nó giống như cái sàn thôi, chúng ta mới bấm nhanh cái chiều dày thôi, chúng ta chưa khai báo vật liệu nó thì chúng ta lại vào khai báo vật liệu cho nó. Thì các bạn bấm vào đây và các bạn sẽ search cái vật liệu là tường xây gạch, thì chúng ta sẽ search vật liệu là chúng ta bấm vào đây chữ brick. Đó. Brick thì chúng ta sẽ lấy cái brick common, đó là cái gạch thông thường này, chúng ta chọn vào đây. Bạn sẽ thấy bấm ok này, nó sẽ có những cái tester đi kèm, bấm ok cái để mặc định đã chứ, mặc để mặc định đã, bấm ok. Các bạn sẽ thấy là sau khi mà hiển thị sang cái chế độ medium mà các bạn chỉnh vật liệu cho tường xong thì cái tường của bạn nó sẽ gạch sọc như thế này. Tất nhiên là cái sọc này nó chưa hợp lý lắm đâu, nó chưa đúng theo cái thông thường các bạn hay biết lắm đâu, nhưng mà tạm thời chúng ta để như thế này đã. Nếu như chúng ta để hiển thị là câu thì nó sẽ không có hiện cái gạch sọc ở đâu, thì giống đỡ nặng bằng vẽ. Còn nếu như bạn muốn hiển thị gạch sọc thì medium và nhớ chỉnh vật liệu. Rồi một cái nữa, đến bức tường khi vẽ tường rồi á thì nếu như bạn muốn hiển thị nét dày nét mỏng thì các bạn sẽ vào trong cái phần view này. Các bạn bấm cái này thin line trong view nhé, bấm thin line. Nếu như bạn bấm vào đây thì trên bản vẽ mặt bằng nó sẽ hiển thị nét dày nét mỏng cho bạn dễ theo dõi bằng vẽ. Nét dày là nét cắt, nét mỏng là nét không được. Còn các bạn không muốn nhìn, các bạn nhìn quen mắt rồi thì các bạn tắt ra đi. Phím tắt của cái chuyện này là TL, các bạn ra chuột đấy các bạn thấy có chữ TL đây này. Hiển thị nét dày nét mỏng trong quá trình vẽ, phím TL. Còn nếu bấm thủ công thì ở trong view này, trước mắt này bật TL lên để cho bạn vẽ nhìn nó sinh động nhé. Tương tự như vậy, chúng ta vẽ tiếp cái tường ở bên trong, ví dụ như quên, bây giờ tường 200 ở bên trong, interior. Vẽ theo canh wall centerline hay là core centerline cũng được. Core centerline nghĩa là cái phần lõi gạch ở canh, tim lõi gạch ở từ đây đến đây. Chúng ta vẽ theo tim cột từ đây này. Cái tường này chúng ta chưa có gạch sọc vì chúng ta chưa chỉnh vật liệu cho nó, thì nhớ vào đây edit type, edit. Đây, click command. Rồi. Một cái cách để điều chỉnh nhanh cái vật liệu nữa, tức là các bạn đã có một cái vật thể ở trong Revit đã được điều chỉnh vật liệu thế này rồi, các bạn cũng muốn cái bức tường chúng ta còn cái tường 100 nữa cũng chưa chỉnh gạch nữa, các bạn muốn điều chỉnh nhanh đúng không, các bạn không cần phải bấm vào đây nữa, từ sang cái tường kia bạn không cần bấm nữa. Ở cái tường mà chúng ta đã chỉnh rồi á, chúng ta chỉ việc là Ctrl C
cái toàn bộ cái tay vật liệu để các bạn bấm Ctrl C. Bây giờ ok nhá. Ok. Sau đó thì thầy sẽ sang cái tường gạch 100 này. Cái tường gạch 100 này ở đây sẽ vẽ từ đâu đến đâu? Ví dụ vẽ đây, tường gạch 100 nó vẽ từ đây sang đây. Vẽ từ đây sang đây thì bây giờ canh thêm mắt ngoài cột thì dùng cái co phay exterior. Thầy sẽ vẽ tạm từ đây sang đây. Rồi, đi vào đây điều chỉnh vật liệu của nó thì các bạn chỉ vào đây và đây. Thay vì các bạn bấm vào cái mũi tên này thì các bạn chỉ việc là Ctrl V cái gạch nó sang đây là xong. Ctrl V là xong, là tự động nó chỉnh. Đây là viết nó chỉnh vật liệu nhanh, cũng rất là nhanh. Tức là các bạn đã có một vật liệu chuẩn, các bạn chỉ việc copy tên sang là xong. Đây, tương tự như vậy các bạn vẽ hết tất cả những cái bức tường có trong tầng 1 và có trong tầng 2 theo đúng như các vị trí đã vẽ. Ví dụ ở đây thì chúng ta có cái nguyên tắc làm việc thì nó cũng như là các cái bộ phận khác, là vẽ xong thì các bạn có thể điều chỉnh các cái vị trí kích thước của nó thoải mái nhé. Ví dụ các bạn có cái bức tường như thế này. Rồi, các bạn có cái bức tường như thế này. Rồi, các bạn những cái chỗ này các bạn dùng cái công cụ mà bữa trước thầy hướng dẫn các bạn trim cái TR đấy để các bạn bo cái tường này cho hợp lý. Hay là chỗ này các bạn có cái bức tường của cái hộp kỹ thuật chẳng hạn như thế. Các bạn có cái bức tường của hộp kỹ thuật này, các bạn cứ vẽ thoải mái thôi, các bạn nhìn lại xem kích thước cần bao nhiêu. Ví dụ chỗ này là nó 200 này. Cạnh này nó là 500 thì các bạn chỉ việc là đây, cái này nó cách ông này là 200, cái này thì những cái thao tác này như cái này cách ông này 500. Rồi cái chỗ nền gara này, cái phần tường này nó bị hỏng chân là vì sao? Do cái nền gara này thấp hơn cái xung quanh là bữa trước chúng ta vẽ là gara nó thấp hơn xung quanh là 200. Như vậy thì các bạn muốn điều chỉnh cái bức tường này và những cái bức tường liên quan nó mà cái chân nó tụt xuống, cái chân nó tụt xuống 200 là đúng với cái nền này á, thì các bạn chỉ việc là chọn bức tường này, cái chân của nó là tầng 1. Rồi bây giờ tầng 1 này cái chỗ bay offset này các bạn chỉnh xuống này âm 200. Rồi các bạn thấy là nó xuống đến đây, cái dầm này với chúng ta là 250 luôn rồi. Đó, thì ta này xuống 250 cứ theo các bạn thiết kế thôi. Chẳng hạn như thế, các bạn muốn cái chân tường nó lên nó xuống thì chúng ta sẽ bấm nó xuống. Bây giờ bức tường này, bức tường này nó giữa giữa, tức là sao một nửa nằm ở trên này, một nửa nằm ở dưới này. Như vậy các bạn muốn chia ra, đây là giới thiệu cho các bạn một công cụ nữa. Bây giờ bức tường này mà các bạn mà chỉnh cái chân nó xuống âm 250 hết cái thì nó sẽ xuống hết cả bức, cái phần này nó ngập xuống không cần thiết. Thì lúc này các bạn sẽ có một cái công cụ là các bạn chọn bức tường này vào trong Modify. Nó có cái ký hiệu này, nó có hai cái này, người ta hay dùng cái này này, cái split này là cái lưỡi dao để cắt cái tường này, các bạn thấy minh họa này, cắt cái bức tường ra, nó cắt một cái như vậy sẽ thành ra hai bức tường độc lập. Đây, như thầy dùng cái con dao này, thầy cắt cái bức tường ngay tại vị trí này một cái, con dao này thầy cắt ngay tại vị trí này một cái. Rồi thì lúc này các bạn thấy là nếu như chọn đây là một bức tường này, đây là chọn đây là bức tường, như vậy thầy chỉ chỉnh là cái bức tường này. Đây, bây giờ một cái bức liền này nó tách làm hai bức rồi. Bức này thì phải chỉnh cái chân nó xuống là âm 250 chẳng hạn. Đó, là chỉ có bức này xuống thôi, còn bức này các bạn thấy cái chân nó còn nguyên này. Đó, tương tự như vậy. Cái bức này nó có chỗ này nó cũng thế. Cái phần này, cái dầm này nó nằm ở trên này rồi, cái dầm này nó tụt xuống đây thì chúng ta xử lý cái kiểu như vậy. Thầy hướng dẫn cái này. Cái này cũng là cắt, nhưng mà khi cắt nó sẽ như thế này này. Nếu như các bạn cắt một đối tượng liền bằng cái công cụ này, nó sẽ thành ra hiện tượng như thế này, các bạn nhìn thấy. Ngay chỗ này nó tự động nó tạo ra một cái khe. Cái này chúng ta không, nên chúng ta ít xài cái này đó, chúng ta chỉ cần xài cái này. Đây, và nó ngắt ngay chỗ này. Nó cắt ra rồi. Và cái công cụ cắt nó xài được cho nhiều cái đối tượng khác ở dạng liền mạch như thế, ví dụ lan can, ví dụ như là một cái đường thẳng gì đó các bạn muốn cắt. Chỗ nào thì các bạn kê dao các bạn cắt thôi.
20. À, các bạn thấy cái tường ở đây, cái tường này nó vẫn nằm ở đây. À, nó sẽ bao kín được cái một số cái vị trí tường đặc biệt thì chúng ta sẽ xử lý bằng việc là điều chỉnh cái chân tường hoặc là điều chỉnh cái đầu tường. Các bạn nghe kịp chứ? Các bạn nghe kịp chứ? Có bị tiếng, có bị to, bị nhỏ, bị mất tiếng không thì nhớ nhớ báo thầy nhé. Rồi sau khi các bạn vẽ tường xong, các bạn sẽ thấy những cái chỗ như thế này. Hiển thị trong 3D nó bị nhập nhằng này. Đây là cái mặt tường với cái mặt cột nó chồng vào nhau, nó trùng vào nhau, nó sẽ gây hiển thị nhập nhằng ở trong cái bản vẽ. Và thậm chí tường với lại dầm sàn trên này nó nhập nhằng, nó trùng với nhau. Để gây lỗi hiển thị, thì lỗi hiển thị thì các bạn vẽ với bản vẽ kỹ thuật thì mặt bằng và cắt thì nó không không có thì hiện rõ lắm, nhưng mà khi các bạn sang cái phần phối cảnh hoặc là sau này các bạn kê khai bóc tách khối lượng của những cái khối xây, những cái khối bê tông này nó sẽ bị tính luôn cả những cái phần mà đáng lý, ví dụ chỗ này cột thì không còn xây gạch qua nữa nhưng mà nó vẫn tính luôn cái lượng gạch ở trong này nữa thì nó cũng sai về cái khối lượng đi. Thì sau khi mà vẽ, quá trình vẽ khi mà vẽ liền mạch như thế này, một cái bức tường vẽ liền mạch như thế này, thì sau khi vẽ chúng ta phải xử lý gì, xử lý cái chỗ giao này cho nó tách ra. Đấy, ví dụ bây giờ các bạn để ý cái chỗ này nhé. Ta có hai view. Đây các bạn để ý cái phối cảnh đây, cái chỗ cột mà tường sau khi các bạn vẽ xong nó bị trùng với nhau, nó bị trùng với nhau ấy, thì chúng ta xử lý như sau. Ta sẽ phải trừ ra thì dùng cái công cụ này, các bạn chọn cái bức tường này, các bạn chọn bức tường này vào trong modify này. Vừa trước này có nhá nhá sang hướng dẫn các bạn công cụ này, son son CMYK này. À, thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ này. À, chúng ta kích bức tường này, chúng ta kích đây cả. Các bạn thấy chỗ này xử lý nó sẽ gọn gàng ra. À, chỗ này là còn dính một cái bức tường này nữa. Đây, sau khi ở một vị trí cột mà có dính tới hai cái bức tường, thì các bạn phải xử lý cả hai cái bức tường này, nó giao với cột này, nó trừ hết cái phần mà thể khối tường trong cột nó mới tách ra được. Ví dụ ngay tại vị trí này, bức tường này các bạn xử lý là giao với cột này, các bạn sẽ thấy là chỗ này nó tách ra gọn gàng sạch sẽ, nó không có bị nhập nhằng nữa. Cột này, cái tường này trừ cái cột này ra, cái tường này trừ cái cột này ra, các bạn thấy chỗ này nó sạch sẽ, nên nó không bị cái trường hợp là nó tính hai cái chồng lên nhau nữa, là nó sẽ tách ra, nó trừ ra bức tường, nó sẽ trừ cái khối tích mà chứa cái cột ra, nó không có, nó hiểu là nó không xây gạch vào đấy. Ví dụ ngay chỗ này các bạn thấy chưa chỉnh thì nó nhập nhằng đúng không? Khi các bạn dùng cái công cụ son này, bạn thấy là nó không còn nhập nhằng nữa. Tức là khi vẽ đến cái khi mà vẽ tường là bắt đầu chúng ta sẽ phải xử lý những cái chỗ này, và khi xử lý thì các bạn cứ bình tĩnh, các bạn xử lý thôi. Bình tĩnh là vì sao? Vì dễ bị sót á. Ví dụ một cái cột này nó có bao nhiêu cái đối tượng tường nó giao vào nhau thì phải làm cho nó hết. Ví dụ bức tường này rồi, bức tường này cũng phải giao với cột này, bức tường này cũng phải xử lý giao với cột này, rồi bức tường này với cái cột này. Đó, ngay tại cột này nó có hai bức tường giao tiếp với nó thì các bạn sẽ xử lý cả hai. Đây, ba cột xử lý nó. À, cái chỗ này là cái dầm này, bấm nhầm, là tên là ở những vị trí mà tường giao với cột là các bạn sẽ phải xử lý. Thôi, điều trên cái trên mặt cắt thì các bạn sẽ trên phối cảnh hoặc là trên mặt cắt thì các bạn sẽ xử lý là tường giao với dọc,
và nó sẽ sạch sẽ những cái chỗ này. Đây. Cái vị trí mà nó giao với dầm thì nó sẽ không có bị chồng lấn giữa tường với dầm nữa. Hoặc là nếu như các bạn lười thì các bạn làm như sau. Nếu như các bạn lười thì khi vẽ tường, bữa trước chúng ta là làm cái dầm, mấy cái dầm này là dầm 200 300, thì như vậy các bạn lười, các bạn vẽ cái tường là cái đỉnh tường nó sẽ trừ từ tầng 2 xuống dưới 300, ví dụ âm 300. Thế sẽ như thế này. Đấy là các bạn không phải làm cái thao tác là chon nữa. Các bạn sẽ không phải làm thao tác chon nữa. Và các bạn sẽ có ngay là cái tường nó sẽ kết thúc ở ngay cái dải dưới của dầm. Nhưng mà làm cách này nó có cái nhược điểm. Nhược điểm là sao? Bây giờ nhớ kết cấu nó có sự thay đổi. Cái dầm này nó to hơn hoặc là cái dầm này nó nhỏ hơn thì cái tường nó sẽ không có tự động bắn theo cái dầm khi các bạn thay đổi kích thước dầm nữa. Đó, nó có cái lợi và cái hại như thế. Cho nên là tốt nhất thì các bạn cứ vẽ tường đi từ tầng 1 lên tầng 2 như bình thường. Từ tầng 1 lên 2 như bình thường. Và ở những vị trí giao với cột với dầm thì chịu khó làm cái thao tác này. Chọn tường chọn với lại dầm, chọn với dầm. Thì sau này mà khi mà các bạn thay đổi kích thước dầm, các bạn thay đổi kích thước dầm thì cái chiều cao tường liên quan đến cái dầm, cái cột đó. Ví dụ các bạn thay đổi kích thước cột, các bạn thay đổi kích thước dầm thì cái tường mà dính dáng đến cái cột với cái dầm nó sẽ co giãn theo cái cột. Nếu như cột thay đổi kích thước nó sẽ cao thấp so với cái dầm nếu như cái dầm thay đổi kích thước. Đó là cái quyền lựa chọn của các bạn thôi. Đấy, sau khi mà vẽ tường xong thì chúng ta sẽ phải xử lý những cái chuyện như vậy: tường giao với cột, tường giao với dầm, và nên là dùng cái công cụ chon này để chon. Thì chúng ta sẽ không phải phụ thuộc vào việc là khai báo thừa hay khai báo thiếu, vì trong quá trình làm phương án, triển khai hồ sơ thì những cái vấn đề liên quan kết cấu nó như công trình càng phức tạp thì nó càng hay thay đổi, tại vì mỗi lúc nó thay đổi chút xíu mà bạn vẽ kiến trúc mà không cập nhật theo chính xác thì nó sẽ dễ bị lỗi. Nên là tốt nhất các bạn cứ vẽ như bình thường, sau đó các bạn sẽ dùng cái việc chon này ra để sau này nhớ kết cấu và dầm sàn cột nó thay đổi, chỉ việc bấm update bạn vẽ là toàn bộ những cái thứ liên quan chúng ta đã chỉnh theo kiểu này nó sẽ tự động thay đổi theo mà không bị bỏ sót. Như cái tường này các bạn cũng phải, những cái chỗ nào mà các bạn nhìn trên phối cảnh mà nó bị nó bị chồng, các bạn thấy những cái bề mặt nó chồng với nhau thì các bạn phải xử lý liền, phải tìm hiểu và xử lý liền. Ví dụ trong này chúng ta có một cái phần tường này nó ăn lên cái sàn, nó lộ lên cái nét lên cái sàn, để chúng ta sẽ cho nó với lại cái sàn, các bạn sẽ thấy hết, tức là ở trong cái phần đấy nó sẽ lên tới cái đúng cái chỗ này là nó kết thúc rồi này. Đó là kinh nghiệm mà các bạn làm một hồi thì các bạn sẽ quen, mới làm thì thấy các bạn phiền nhiễu rắc rối, nhưng mà làm một hồi các bạn sẽ thấy là nó rất là lợi cho việc quản lý hồ sơ bạn vẽ. Còn các bạn để nguyên cũng không sao cả, tại vì đối với lại phương án sơ bộ thì các bạn sau các bạn chồng các cái lớp khác lên thì hầu như nó không thấy, nhưng mà nó sẽ không tốt cho cái việc thao tác về sau thôi. Thì những cái bức tường ở chỗ này nó chúng ta chưa join với lại cái sàn tầng 2, chưa join với cái sàn vệ sinh chẳng hạn, thì nó sẽ còn lồi lên, thì các bạn cố gắng là các bạn khi các bạn vẽ các bạn xử lý cho nó sạch sẽ thì nó sẽ tốt hơn. Rồi. Ok. Chiều nay thầy nghĩ là chúng ta dừng lại ở chỗ nội dung này, tức là đục lỗ cầu thang, khai báo và vẽ cầu thang loại cơ bản nhất, vẽ lan can, tạo tường, vẽ tường, xử lý những cái lưu ý liên quan đến tường sau khi các bạn vẽ xong. Thì đó là cái nội dung mà chiều hôm nay.